Cẩn thận người bán kết cấu với ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bạn. Câu chuyện là như thế này. Có một người khách hàng khi giao dịch bất động sản đó ban đầu bán không nói rõ là đang nằm trong ngân hàng. Dẫn đến khi hai bên giao dịch đặt cọc, bên bán yêu cầu bên mua là đặt cọc 1 tỷ. Bên mua sau khi đặt cọc xong thì mới tá ngữ ra là không giao dịch bất động sản đó tiếp tục, bởi vì có sự ngăn chặn của ngân hàng là bên bán không thực hiện được nghĩa vụ tài chính, cho nên sẽ phong tỏa bất động sản đó và sẽ đem đi vào phát mãi tài sản. Vậy thì trong trường hợp này, người mua sẽ gặp phải những rắc rối nào? Điều đầu tiên, số tiền cọc 1 tỷ của chị ấy đi đòi bên bán thì bên bán không trả được tiền, bởi vì tiền đâu mà trả, bà đã tiêu hết rồi, không có tiền để trả. Bên ngân hàng thì phong tỏa tài sản đó và gửi đơn lên tòa án để phát mãi, và họ sẽ bán bất động sản đó ra ngoài cho một người khác khi tòa án có quyết định cho phép ngân hàng được phép bán để thu nợ. Vậy thì trong câu chuyện này, thực hư ngân hàng và khách hàng mua và người bán sẽ liên quan như thế nào? Về việc ngân hàng, đương nhiên họ không có trách nhiệm trong việc mua bán của hai bên, nhưng họ có quyền lợi để đòi cho việc người chủ bất động sản đó thế chấp và không thực hiện được nhiệm vụ tài chính. Họ sẽ bán bất động sản đó khi có quyết định của tòa án. Vậy thì người mua sẽ chịu thiệt ở đây, đó là chúng ta có gửi đơn lên tòa án tố giác người đó lừa đảo chiếm đoạt thì chắc chắn sẽ mất rất là nhiều thời gian, công sức, tiền bạc cho việc không lấy lại được số tiền của tỷ đó. Ta đã hướng dẫn cho người mua thực hiện các bước để đảm bảo quyền lợi của mình. Trong câu chuyện này, ta muốn cảnh báo với tất cả các anh chị đang giao dịch bất động sản. Nếu như chúng ta giao dịch bất động sản, chúng ta phải hỏi rõ người bán là bất động sản đó có đang thế chấp hay không. Nếu có thế chấp thì yêu cầu người bán cần có xác minh của ngân hàng là được quyền nhận đặt cọc và giao dịch thực hiện việc mua bán bất động sản. Điều đó cho thấy vụ việc khi giao dịch liên quan đến tài sản thế chấp sẽ được ngân hàng cho phép đúng theo điều khoản của pháp lý quy định, và có như vậy chúng ta mới an tâm để giao dịch thực hiện các bước tiếp theo. Còn nếu như chúng ta thấy rắc rối thì khó quá bỏ qua đi bất động sản khác mà giao dịch, đừng dính vào những phi vụ như vậy nhé. Sau khi nghe hết câu chuyện này, Tara hy vọng các bạn sẽ không gặp phải vào những trường hợp trên, và đừng quên tag tên những người thân của mình vào video này để cho họ lắng nghe và cũng không gặp rắc rối như trường hợp mà Tara đã chia sẻ.